khi thành phố còn đang trong giấc ngủ. Khúc sông này đã lao xao bắt đầu ngày mới. Chỉ có buổi sáng là chợ nổi Cái Răng đông nhất, bán được nhiều hàng nhất. Chợ đầy đủ mặt hàng nên dễ bán, dễ mua. Thương hộ ở chợ cũng dễ bề nương tựa vào nhau mà sống. Ai ở đây mà không là mối quen, là bạn hàng lâu năm của nhau? Ai ở đây mà không có quê, không có nhà trên bờ, chỉ là người gần, người xa? Vì nhiều lẽ họ tạm neo đậu đời mình ở khúc sông này. Gạo chợ, nước sông, coi chợ là xóm làng và coi ghe là nhà. Thì nó y găng như cái nhà mình, bởi vì nó làm ra tiền mà, nó nuôi sống. Rồi. Cái này bán bèo rồi đó, bán dữ lắm. Mối mang đồ ta mua nhiều dữ lắm, bây giờ bán gạo, có ý là có mình ên ghe tôi không nữa hả, bán ế cũng chết. Trời ơi, đó một ngày chị đi bán có thể là chừng trăm ngoài, 200 ngàn. Nhưng bây giờ đi bán thì ngày là bao nhiêu? Là chừng trăm ngoài ngàn. Giờ chợ nổi nào ở miền Tây mà không chịu nép mình trước những thênh thang và thuận tiện của đường bộ. Hơn 30 năm bán cà phê trên chợ nổi Phong Điền, ông Hùng đã mất nhiều mối quen vì họ bỏ nghề. Ly cà phê của ông vẫn giữ nguyên cách pha chế, nhưng có lẽ vị đã đắng hơn xưa. Cái tiếc hay không, giờ mình muốn tiếc cũng không được, tại vì cái thời thế nó phải vậy rồi. Giờ mình muốn đông, muốn cũng không được. Bỏ lại sau lưng những chồng chành của sóng nước, thương hộ chợ nổi chưa hẳn là không có lựa chọn khác, chỉ là họ thấy đời mình chưa thể xa cảnh sông phố, nhà ghe.